Tiếp đến ta giải bài đề số 2. Đề số 2 thì tương tự nhập số thứ tự thì ta nhập số 1, số 2. Sau đó thì lựa chọn và kéo xuống. Di chuyển chuột góc dưới cùng bên tay phải xuất hiện chữ thập màu đen thì kéo xuống. Tuổi. Tuổi thì bằng ngày giờ hiện tại là hàm nào? Là ngày giờ hiện tại. Ngày giờ hiện tại. Trừ đi cái ngày sinh thì ta có được một cái chuỗi này, thì các em chọn cho nó là INT. Đấy, để mình xem sự mình xin được bao nhiêu ngày. Theo cái kiểu này là các em chọn là General. Đấy, như vậy INT tính đến ngày hôm nay 365 ngày thì mình tính là một tuổi. Như vậy mình sẽ nào trừ đi cái ngày sinh chia cho 365. Enter. Thì như vậy sinh năm 78 bây giờ 41 tuổi. Công thức INT mở ngoặc nào trừ đi ngày sinh chia cho 365. Đến là tuổi, giờ là cái điểm trung bình. Điểm trung bình được tính như sau: toán hệ số 2, tính hệ số 3. Như vậy là mình có sẽ, điểm của người ta sẽ là bằng toán, điểm toán nhân với 2 cộng với điểm tính nhân với 3. Để tính điểm trung bình thì tất cả ta chia cho 5. 2 cộng 3 bằng 5, chia cho 5. Đấy, kéo xuống là ta có điểm trung bình. Xếp thứ thì điểm cao nhất thì xếp thứ 1, tương tự điểm thấp nhất thì xếp cuối cùng. Như vậy ta sử dụng hàm rank mở ngoặc, số cần phải xếp hàng là số này 5.8 h 5. Vậy cái vùng mình cần xếp hàng, lựa chọn cái vùng từ H5 đến H14, sau đó nhấn phím F4. Thứ tự là 0 thì là giảm dần, 1 thì tăng dần. Nếu trong trường hợp này thì ta sẽ theo thứ tự giảm dần. Enter. Như vậy thì người điểm cao nhất thì xếp thứ nhất. Người điểm cao thứ hai xếp thứ hai. Xếp loại và học bổng theo thang điểm sau. Tiếp theo là ta xếp loại thì ta có xếp loại thì nếu mà điểm mà dưới 5 thì ta xếp loại kém, dưới 6.5 thì xếp loại trung bình, dưới 8 thì xếp loại khá, dưới 9.5 thì xếp loại giỏi và trên 9.5 thì xuất sắc. Thì ta có các cái điều kiện thì các em ở đây các em chú ý là mình làm việc từ dưới lên, từ dưới lên ha. Bằng nếu mở ngoặc ô điểm trung bình này nhỏ hơn 5 thì mình cho là kém phẩy. Ngày cát cán vậy, nếu cái ô hạt 5 này nhỏ hơn 6.5 vậy là trung bình TB ha. Trung bình nếu hạt 5 này nhỏ hơn 8 là khá, 8 vậy là khá. Vậy nếu hạt 5 mà nhỏ hơn 9.5 vậy là đây là giỏi. Vậy còn trường hợp còn lại thì là sẽ là xuất sắc. Đó, động ngoặc lại. Đó. Động ngoặc lại 4 lần ha. Đó. Như vậy để điểm 5.8 là trung bình. Ta áp dụng
7,2 là khá, 8,6 là giỏi, 9,6 là xuất sắc, 6,8 là khá, 4,4 là kém. Tương tự thì ta có học bổng. Học bổng thì nếu dưới năm thì là sẽ là nộp 100.000. Trung bình thì là không nộp đồng nào. Khá thì được 50 đồng tiền học bổng, giỏi thì 100 đồng và xuất sắc là 200 đồng. Thì công thức sẽ bằng nếu mở ngoặc cái trung bình là cái hạt 5 nhỏ hơn 5 phẩy là âm 100, phẩy nếu mở ngoặc hạt 5 mà nhỏ hơn 6,5 phẩy thì mình cho nó không đồng, phẩy nếu hạt 5 mà nhỏ hơn 8 thì cho 50 đồng, phẩy nếu hạt 5 mà nhỏ hơn 9,5 thì được học bổng là 100. Còn lại trường hợp xuất sắc thì được 200 đồng tiền học bổng. Trung bình là không, xuất sắc khá giỏi cả. Đấy. Tiếp là ta sẽ thống kê số lượng có bao nhiêu người được cán, bao nhiêu người được trung bình, bao nhiêu người được giỏi, xuất sắc thì bằng count if mở ngoặc cán ha, cái vùng xếp loại, vùng xếp loại đấy là G5 cho đến G14, nhận nạp 4, phải sau đó nhấp chuột vào khá đi và nhấp chuột lên đấy là nhận con trỏ lên phía trên. Đấy, đóng ngoặc lại thì số lượng cám có 2 người được cám, trung bình 1 người cám, có 2 người cám, trung bình có 1 người, khá 4 người, khá 1, 2, 3, 4. Điểm trung bình của những người đạt lại cám, loại khá, loại giỏi, loại xuất sắc thì bằng, thì mình sẽ để tổng điểm của những người được cám, được giỏi, xuất sắc chia cho số lượng. Tổng điểm sum if mở ngoặc cái vùng điều kiện, vùng điều kiện là F4, phải điều kiện là cám, vùng tính tổng, vùng tính tổng là vùng điểm trung bình này, F4 đóng ngoặc lại enter thì mình sẽ có tổng điểm và sẽ chia cho số lượng là OL17, enter. Đấy. Như vậy là ta đã kết thúc cái phần này.